này những con nào á? Top 5 thì lấy đúng 5 con hàng giá đắt nhất thôi. 5 con đắt nhất nó có sẵn rồi. Ôi, vua về nhì. 400 triệu. Vua về nhì hot. Ok, ba cháu đại nam. Văn Hiệp á, ôi được quá, nhận luôn nhá, nhận nhá, nhận. Ôi, ròi ròi, Marco ròi. Marco ròi 300 triệu. Hôm qua 600. Marco ròi hot. Vua về nhì đúng chả hiểu gì về bóng đá, đặc biệt bóng đá Đức. Ôi giời, Ponsaku 500 triệu, ngon đấy chứ. Ponsaku hôm qua 1 tỷ. Lâm Tùng biến là Seva chắc còn tụt nữa đấy. Seva con hàng tiền đạo không ngon mà. Đây là Kun Aguero. Kun Siva hot. Má dòng bom chơi team Chelsea mà 4 tăng 4 chỉ số được. Tất cả các team color tăng chỉ 3 chỉ số gốc tổng. Còn lại 3 chỉ số nữa là chỉ số 9. Yes. Dạ rồi, mày chạy đi đâu? Ôi ê, nhìn quả số 9 và lại còn có quả tay thâm thâm mà không có băng màu đỏ ở đây. Là chết. Rồi bác Thuận ơi, bác Thuận ơi, bác Thuận. Robert hot, đã già. Nếu thiếu nó sẽ lên, còn nếu con kia mà nó thừa nó không lên. Messi. Được. Rồi, Messi đêm qua chưa ra, hôm nay là ra rồi. 760. Bác Thuận ngon quá. Silun hot. Nick Bác Thuận này chơi với 2 triệu, tôi bán cho bác 2 triệu. Không ra nhiều sự kiện mở ra thẻ, nhưng không có nhiều sự kiện để lấy BP. Chả Võ Lê Thiên Khôi. Các bạn Duy Bảo ok. Lê Hoài Nguyên nó bình thường mà. Tôi bảo rồi, dòng chảy trong một buổi tối lên tầm khoảng 3-4 con cộng 8 là điều như ăn cơm ấy. Nó rất là dễ hiểu và bình thường như ăn cơm bữa. Quốc Thái, à đúng rồi Huy Hiệu mới đúng. Chào Donny Vũ nhá. Hôm qua Donny Vũ là chơi được 700 nghìn nhỉ. Hôm qua Donny Vũ cũng căng, 700 nghìn gần 4 tỷ. Donny Vũ hôm qua là một trong những người ăn ngon. Nếu hôm nay mà Donny Vũ chơi là đen. Không ăn được như hôm qua nữa. Hải Hoàng đúng rồi đấy. Phạm Văn Quý chỉ thích nghe anh bình luận. Ok, cảm ơn em. CR7TS lên giá không? Có lên giá nhẹ bạn ạ. Vâng, Nguyễn Văn Hậu đấy biết ngay mà bảo. Lại hỏi mùa hot top 30. Nói đi nói lại về vấn đề mùa hot mà vẫn cứ có người hỏi. Khổ. Thôi. Giờ ông... À Tuấn Ngọc ok. 21 hình như hỏng rồi. À Silva có tí tiền rồi, tôi tạm đi. Mày quá. David Silva hot. Mày. Phong Plus đập mấy kênh nhé. Không, Phong Plus đập là cả 100 con trong một tối thì nó mới lên số 9 lại là rơ. Yes. Ui rồi ơi, phát rồi, phát ơi. Ôi rồi ôi, phát ơi. Ôi rồi ôi. Ôi dồi ôi, phát ơi là phát. Thế này còn không phát thì thôi rồi. NB Linh Koreska Shizuko 200 triệu bình thường. Hoàn toàn bình thường. Mà cái YouTube á, thực ra em nhìn thấy ngon em muốn xiên lắm nhưng mà tại tháng này chơi mất là 2,5 triệu rồi. Tháng này bay 2,5 triệu rồi nên không làm thêm được nữa. Khá nhai len à. Vâng, mải xem con đáy dầm không để ý. Ok. Tuấn Văn Chelsea 1 cụ 21, 2C, 2 Crest, 2 Figo, 4 Raul quân. Cũng kiếm ác đấy chứ. Chào Lê Hoài Fox. Tòng toang, tòng toang, chào thắng fan nhá. Ôi, toang thật rồi. Ok kìa. Thảo Y Thắng chính xác. Đúng ngày mùng 9 tháng 9 đây tôi đốt tiền 1 triệu rưỡi vào. Nghĩ lại bây giờ thì cũng thấy hơi dại thật. Nghĩ lại giờ thấy hơi dại. Đốt quả mùng 9 tháng 9 đấy hơi đầm quá. Đáng ra giữ lại đống đấy bây giờ hôm nay phải là ấm rồi không. Trời ơi, đêm qua tôi chơi phát 1 triệu thu về 4 tỷ. Thì khác rồi. À vợ chưa hoàn toàn vợ đáy dầm mới sợ.
Kèo 500k nhận không là có nhá. 500k chơi gói này vẫn mở được, vẫn ok. Quang Ngô Văn xem ha, nhưng mà hết tiền à. Phải chấp nhận thôi bạn ạ. Phải chấp nhận thôi. Ok Trần Anh nhá. Em vừa xem hả? Cái gói đang mở là bao nhiêu tiền? À đi thắng. Gói này thì nếu mua lẻ 80.000 một gói lẻ và vỡ mồm. Còn nếu mà mua loại số lượng lớn thì mua khuyến mãi đấy là 640 FC tương đương tầm khoảng 300.000. 300.000 để mua được 5 gói lẻ, tức là nó có gói khuyến mãi. Toàn chào Thất Long nhá. Mùa hot này giá siêu phôi đúng không? Thắng fan á, cái này nạp thẻ điện thoại cũng được đấy. Bạn dùng điện thoại bạn nạp vào xong rồi bạn lên trên điện thoại bạn mua cái gói này trong shop của điện thoại. Chào Nguyễn Trường nhé. À và Khánh YouTube đúng. Thực ra thì cái gói lúc đấy, trong thời điểm đấy, gói mùng 9 tháng 9 đấy, thì chơi cái gói 1999 FC đấy thực sự ngon, ngon thật bác ạ. Bởi vì nó ra toàn những cái quả cộng 5 mà tỷ tỷ, nó nhìn sướng, công nhận sướng thật. Nhưng ai ngờ đâu bây giờ cái này còn tỷ tỷ nữa. Duy Bừng à, ok nhá. Lê Hải Phúc đúng không? Tôi chơi chắc phải tờ gần nghìn gói rồi đấy. Gần nghìn gói mà chưa được cái top 1 và cái top 5 cộng 3 nào. BTC cộng 5 á, và dư 700 củ á. Ok Đôn Đi Vũ. Quá tuyệt vời cho Đôn Đi Vũ, chào Nhân Mã. Thanh Hà 320k, được 2 tỷ tiền cầu thủ, bán hết được 2... Cái gì đó? Bán hết được 2 tỷ 1, sao là thế? Vâng, bạn anh Nguyễn á, kèo 100 gói á, luận ở trên inbox á. Vâng, ok bạn anh Nguyễn. 100 gói tôi xiên thật luôn. Chấp nhận riêng luôn. Tú Vinh nhá, ok. Anh vẫn chưa bao giờ mở ra được cái top 5 cộng 3 và top 1 luôn trong cái đống này. Tôi mở về trời gọi là hơn 500 gói rồi. Gửi sao nhá. Đúng là một cái hành động quen thuộc của Trần Lĩnh. Rái cạc à. 700 triệu à. Ui 660 được phết. Anh kêu Trần Lĩnh gửi trăm sao. Thanh Hà được 2 tỷ á. À thu 1 tỷ 1. Ừ 1 tỷ 1 thì được rồi. Thế cậu vãi cả nồi. Anh bò bò mà không nhá. Nét vẹt. À đâu FNBet. Ừ số 11. Nhầm. FNBet hot là trên 30% nhé. Tỷ lệ mở gói ôn từ những gói thẻ này là trên 30%. Số 9 Ben Dâm rồi. 200 triệu vẫn là bom. Hải Đăng Lưu á, ừ tất nhiên. Tiến Mạnh đúng, bây giờ phôi 95, 96 giá rẻ không mà. Bây giờ nét vét thật này. Giờ là nét vét thật đây này. Nét vét hot. Em còn Gulit. Có sẵn thêm Gulit, Angry và Rô Điệu nữa. Hôm nay được 2 rô béo rồi. Một con top 200, một con top 50. Quang Văn được mà anh đã trả lời rồi, được. Goldin. Vậy quá vẫn còn bom, chỉ số 97 rồi có 200 triệu này. Một quả phôi 97 giá 200 triệu. Hạn limit kìa. Ok, Đạt Tiến Long anh biết rồi. Da đen. À, xí đỏ. Xí đó bao nhiêu tiền? Đó là... Ui 700 triệu. Ok xí đó. Xí đó hot. Chào đón Vĩnh Cửu nha. Mở chuẩn bị 200 ra báo đen. Ôi ngó. Giỏi đấy chứ. Số 10 Văn Gôn ạ. À? Không phải. Bà Dô. Bá Dơ. Roberto Bá Dơ. Bá giờ hot. Như mỗi ông tầm chục gói này thì hot đã giảm như ấy luôn như gì nữa. Ôi ơi Crespo số 9 kìa. Da ngâm số 9 Servin. Crespo nhân 3 rồi. Cái vấn đề của Crespo đó chính là có đeo vòng tay màu đỏ. Nên nếu số 9 giày đen, da ngâm như thế này, mặc quần đóng thùng như thế này, áo số 9 nữa mà không có cái băng tay màu đỏ thì là chúng ta vui.